ra rồi. Một bầy luôn. Xin chào cả nhà nha. Mình cũng xin chào cả nhà luôn nha. À, bữa nay mấy anh em được mới rương lương nè. Đó, thấy nhìn đã không nè. Ôi ơi, con nào con nấy cơ. Sợ không anh? Có nhiều người là sợ này đó. Nó giống như tựa tựa con rắn á. Đây còn sống mới sợ chứ lát lên nấu xong là hết sợ rồi. Nhớ không ạ? Rồi, cái mới lương này á, tí nữa anh em mình mần. Ở đây thì sáng mấy anh em mình cũng đi hái được lá nghệ nè. Đó, được mới lá nghệ nè, non chèo luôn, đọt nghệ nè. Đó, với xả. Thì sáng mấy anh em mình á, bữa nay là làm cái món là lương xào với lá nghệ nha. Trời, nãy em tưởng lương lát mình cuốn lá nghệ mình ăn chứ. Cũng được á. Nè, để nguyên con kẹp vô. Tái chanh, có chanh luôn. Đây, có chanh. Bữa nay xào lá nghệ với mình với cái nước cốt dừa. Cái này thì một tí nữa mấy anh em mình vắt luôn. Rồi xào phân nửa, còn phân nữa là mấy anh em mình kho xả ớt nha, bữa nay ăn cơm nha. Ôi, được mớ lương này ngon lắm nè. Cái lương này mà mình kiếm được cái bắp chuối, chuối sáp hoặc là chuối già. Cái mình nấu... cái chua. Lẩu. Lẩu hả? Ăn với bún, trời ơi. Lương này á, là mình nấu ăn với bắp chuối á, là đúng của nó luôn á. Canh chua ta cũng thường nấu chung bắp chuối nữa. Thì canh chua với lẩu mà, tại mình nấu hơi nhiều nước, mình ăn lẩu đó. Rồi, cái này để mấy anh em mình đi mần nha. Hồi cái lá nghệ này á, hôm nay trời mưa á, ở nhà nó mọc ra non chèo luôn rồi. Cái này nãy tại bỏ trong cái vỏ á, cái nó bị hơi dùm chập mấy cái lá sâu ăn. Cái này là chanh thấy cặp mé kinh. Xinh rồi chưa? Nãy em xinh rồi. Có xinh không á? Có, em xinh rồi, em xinh cái cây rồi. Thôi để cái này mấy anh em mình đi mần nha. Xả này nè, nãy mấy anh em mình cũng có bầm nè, bây giờ mình phi xả trước nha, mình cho phân nửa thôi. Nóng dữ lắm mà. Ồ, có xả đâu có thiếu tôm được. Cho phân nửa thôi. Hết luôn đi. Trời ơi, ăn vậy cho đã. Thôi để đá em ăn lương xào cho. Lương xào lát anh cũng bỏ tôm vô nữa. Bỏ tôm nguyên con. Nguyên con. Đó. Ủa, cái mùi ớt cái nồng. Nồng ha. Cái lương này mấy anh em mình cũng có mần rồi nè. Lần này mình cho phân nửa nha, còn phân nửa lát mình xào. Ừ, nhiều lắm. Cháy cho nó thơm á. Xả trước. Nữa không? Thôi vậy nhiều rồi. Rồi được rồi. Đó. Rồi. Mình cho tí nước màu vô. Miếng nước mắm nữa. Cái này nước màu dừa nó cũng không có đen mấy. Được. Sạc hả? Mùi ớt cái nồng á. À, có cái nước màu cái nó lên màu ha. Dạ. Cái này nãy cho nước màu hơi nhiều rồi. Thêm cái mớ xả còn lại nè, cho vô hết luôn, cũng thơm. Cái này bữa nay thiếu rồi. Thiếu gì? Thiếu đậu rồng rồi. Chút nữa lại đặng kia hái, nhiều lắm. Bữa nay lương nhiều mình chú ý ăn lương đi. Nam đem cơm ít lắm, nam mình ăn lương. Ăn lương không phải không? Ăn lương không. Hồi bữa nay cá đóng luôn á. Rồi. Ui. Ủa cái này lương không luôn, lương nhiều hơn xả nữa. Đó, cây giờ mình cho nó xuống nha. Bỏ món nữa. Ủa, nó sôi rồi. Đó, cái món này mới đặc biệt nè.
Rồi, cái này mình cháy sơ lương nha. Đó. Cái nó săn rồi. Cho nó săn rồi, đúng rồi. Mình xào săn vậy là cái mình vớt ra nha. Giờ vớt ra đem lên ăn hả anh? Mình vớt ra cuốn với lá nghệ. Cái món này cũng lần đầu làm nè. Xong cái mình cho cái nước cốt dừa vô nha. Đó. Nãy bên này mình có vắt nè. Cái này thì lát mình nêm nếm đường với bột ngọt á, khi nào mà sôi lên á thì mình cho lương vô với lá nghệ. Đây lá nghệ nãy mấy anh em mình cũng có cắt rồi nè, cắt như nè. Lát cái mình xào chung nha, cho nó cái nước cốt dừa nó hơi sôi lên tí á. Món này nghe đồ mà ngon á. Sạch cơm luôn á. Rồi. Rồi, cái này mình cho lương vô luôn nha. Cái này sao nhìn giống cháo lương á anh? Lương ôm. Nó cũng tựa tựa giống như mà mình làm lương ôm vậy. Cái này để cho nó sắc lại, cái này cái mình cho lá nghệ vô. Và đem lên thử thức rồi. Nó cũng tựa tựa như mình làm lương âm á. À. Khi nào mình cho lá gừng nữa được không? Không. Ủa nó kẹo lên kìa. Ồ. Rồi, cái này mình cho lá nghệ vô luôn nha. Sao? Cái món này thì mấy anh em mình cũng làm lần đầu à. Lương xào với lá nghệ nè. Sắp được ăn rồi. Sắp được ăn hả? Sắp được ăn rồi. Đó. Nó thơm cái mùi lá nghệ lên nè ha. Cái này nãy mấy anh em mình cũng có nêm nếm bỏ đường với bột ngọt với muối vô rồi. Mình xào cho nó chín là cái mình cho ra cái dĩa. Mình anh em mình thưởng thức nha. Đó. Đó. Nhìn ra luôn. Nhìn cái màu đó kìa. Quá đã luôn mọi người. Mà không biết ăn sao à. Cái ăn hết cơm á. Hết cơm à. Vô. Rồi bữa nay không có tôm rồi. Tôm nãy em cho nó qua bên lương xào hết rồi. Lương xào xả hết rồi. À bây giờ mấy anh em mình lên thưởng thức nha. Rẻ khét cái chảo. Rồi. À, cái lương á, lương xào với lá nghệ nè. Mấy anh em mình cũng làm lần đầu, cái này cha mình chỉ. Đó, giờ thử ăn miếng lương nha. Mình xào là với ăn có kèm với nước mắm trong nè. Cái lương đồng á. À, cả nhà nhìn nó không có bị nứt ra nè. Thấy không? Nó còn săn lại. Rồi. Mời cả nhà nha. Nó hơi bé béo của vị cái vị nước cốt dừa á. Kèm nó thơm với cái lá nghệ này ngon. Làm hai con tôm. Ủa. Cái món lương mà xào lá nghệ nè, cả nhà làm có thể nhậu cũng được, nhậu cũng ngon. Nổi lên đẹp rồi. Cái lương đồng á, cái con nó đen, nó không có giống như lương nuôi là cái màu nó hơi vàng vàng á, ngã vàng vàng mà nó trắng. Này mình để nguyên con đấy, người gắp con ăn cho đã. Ngon mặn. Bữa nay hồi sáng là mấy anh em mình mần rồi 8 con lương, nhiều lắm. Hôm nay cho cô Mô ăn. 14 con. 14. Sáng cô Mô trà nó bằng canh á. Nó không, nó ít có tanh. Mần sạch nhớ luôn. Đúng rồi. Không còn trơn. Cái món này chắc thiếu không? Thiếu cơm. Thiếu cơm chứ lương là không thiếu rồi. Lương này á,
mà đặc biệt á, mình nấu có bắp chuối rồi á. Ăn với bún rồi ha, ngon húp, ngon. Gặp mấy con gương này bự bự á, khi gặp mấy con lươn mấy cái đem về nấu canh chua giòn giòn à. Lươn mình kiếm mà đừng có mua lươn bự, lươn chạng món này, món ráp hoặc món út gì nè, nhỏ nhỏ mà nó nấu ăn ngon lắm. Mà nè, con lươn cũng khó bắt được nó trơn trơn. Vô ăn cơm thôi, đói bụng rồi. Nó ăn lương thôi. Ừ, chỗ đó ngon lắm á. Mời cả nhà nha. Con gì nữa là sao? Này giống ăn giống cái ếch mà mình xào với lá chùm ruột anh. Mà cái này á, nó có thêm cái nước cốt dừa béo. Cái này thì món này là cha của mình à, chỉ chỉ có cái lá nghệ á, nó thơm. Bỏ nước cốt dừa vô cho nó có vị béo 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 á, ngon. Mình lấy cái nước cốt mà loại nhất á mình xào. Món này mà nhậu là cực kỳ ngon. Lương kho chả này ngon mà thiếu. Thiếu gì? Thiếu đậu rồng với đậu sống. Thường mấy đậu kho hả? Có mấy đậu chấm vô là ngon. Ăn đại cơm nhiều. Đã quá. Cho cái đuôi nè. Ăn mốt mấy cái đọt nghệ ra không kịp nữa. Mưa nè, cái nó có nước á, cái đọt nghệ nó ra nó tốt mà nó tươi nữa. Bớt cơm cho. Cơm này có cơm trái. Có chọn cơm trái ăn cho dọn dọn anh. Ồ, làm lại chén thì cho nó ngon. Nhiều quá mặn. Ăn đi, còn anh còn chừa đem về nhà ăn nữa. Nhiều quá không có đủ chỗ bỏ lương vô. Đây nè. Thử ăn cái đầu coi. Ăn cái đầu thử. Cái đầu. Ăn thử cái đầu con lươn coi. Làm đó giờ em chưa ăn đậu luôn. Lương này á, mấy anh em mình mặn á là chỉ cắt có ngay cho cái đầu với ở dưới cái đít nó thôi à. Khi mình nắm cái ruột á, cái mình gị ra, không có mổ. Nãy mấy anh em mình xào với kho á, lâu lắm. Nhưng mà cái thịt lươn nó không có bở ra, nó không có bị nứt ra. Lươn động. Muốn thôi. Bữa nay sạch cơm không? Ăn đại đi, còn nhiều mà. Làm đó, em đem cơm ít mà. Còn chủ yếu bữa nay mình ăn lươn thôi. Chủ yếu mình ăn lươn à. Cái này còn sống gì mà sao gấp nó ngoài không được. Tính lại. Ngon. Cơm còn sống. Đó. Làm một cục gì cho nó đã. Chấm ké. Nãy giờ em ăn lá nghệ chưa? Được rồi. Ăn nghệ thơm, ngon.
Giờ còn miếng nữa. Dạ. Bữa nay cô mò ăn ổ lương này nhớ cá mà nó cũng bà con cá ăn được rồi. Tình nó cũng làm kỹ á, cũng không mấy. Nó cũng giống cá mà nó cũng tanh nữa nè. Rồi cũng kỳ, cũng nặng trăm kỳ rồi đó, cắm rửa. Có chà bóng nữa không? Đánh bóng không? Đánh bóng luôn. Còn không? Không bớt không? Rồi lúc mà mình nặng trăm vô nó có cái có lớp nhớ màu trắng trắng á. Mình phải cạo nha. Nó kêu lên đánh bóng. Mình đang ăn tôm nữa không? Còn tôm à? Tôm hết cơm rồi. Hết cơm rồi. Hôm bữa hôm qua thì có canh múc vô hấp được. Đấy, cái này bữa nay mấy anh em mình á lương á kho nhiều lắm. Cái này là mỗi người chừng 2 con á là được, là vừa luôn á. Mình kho nhiều này là chiều cái đêm về mình còn ăn cơm nữa. Có chừa lại mớ lương kho xả để chiều ăn cơm. Còn cái này là phải ăn hết. Không, tại vì nó có cái nước cốt dừa á. Chứ trong buổi mà ăn hết 8 con này cũng hơi mặn. Thường ta 8 con này ta ăn cả ngày trời, mình ăn trong buổi. Không, cái kho nãy là mình bỏ chắc hơn 4 con à. Kho cái nồi nãy nhiều lắm. Đúng rồi, mình chừa lương kho xả đi. Đó mình thái được rồi. Chiều ăn tiếp đó. Chiều mình ăn. Ăn bên đây cho hết. Cái lương này thường thường là mình ở nhà ăn là mình lựa những cái con lương nó nhỏ nó ăn nó ngon. Nhưng mà nhỏ thì làm nó hơi cực một tí, tại nó trơn với nhỏ khó làm á. Em làm cái đậu nó đi. Đó, cho cái đậu bự nè. Cái cục này nữa nè. Em no rồi á. Chưa còn. Đó. Thôi bên đây còn bên đây nè. Thôi cái này ngon hơn. Còn mấy con bên đây. Rồi tới đây mấy anh em mình cũng xin kết thúc video ở đây nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like và chia sẻ nha cả nhà.